Xin chào các bạn đã vào kênh của mình. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi ăn sáng tại một điểm trong làng mới mở quán rất là ngon. Đây là một không gian tuyệt đẹp, có lẽ là đẹp nhất trong làng. Chúng ta thấy cây cối buổi sáng rất là trong lành, mát mẻ. Bên kia nhà mới xây, nhà xây gần 600 triệu. Khung cảnh rất là yên bình. Phía bên này là vườn cà phê của chủ quán mới mở đây. Con đường trong làng nhỏ thôi, không cần bờ rào gì hết. Đã thấy đẹp chưa? Đây, quán này mới mở mấy ngày thôi. Anh em mình dẫn đây uống cà phê, đi ăn sáng. Anh em đang ngồi trong kia bàn chuyện với nhau, mình qua đây quay. Nhà cũng mới khánh thành vừa xong, nhà cũng hơn 200 triệu. Thiết kế rất là đẹp. Chủ xây mang dân tộc Bình An. Bên kia có cây đa. Quán này thì đặc biệt là gần trạm Mobi duy nhất của xã Cửa La, đất đoa Gia Lai. Phía bên kia nữa là trạm xã, tức là ủy ban nhân dân xã. Chúng tôi kế thử với quán này xem. Phục vụ rất là chu đáo, ân cần. Người bàn chuyện với nhau. Hôm nay không kêu trước cho nên cũng hơi lâu để có thể ăn được một tô phở của ổng. Anh em đang bàn chuyện với nhau, đang chờ đợi để làm một tô phở đây. Mình xem lại ngôi nhà đẹp chưa, quá đẹp luôn, gần 250 triệu. Còn khu nhà bên kia cũng khá đẹp này, nhà bên kia thì 600, được 600 triệu. Không biết cây gì hay đẹp quá, cây màu đỏ, lá đỏ đó. Em mới vừa xây xong, khánh thành xong thì ổng làm mở quán luôn. Nấu món thì ông biết nấu rất nhiều, thường nấu cho tiệc cưới, đám cưới, sinh nhật, đủ thứ. Ông nấu rất là ngon. Thì ông mở thử quán thành công. Sắp được ăn rồi đây, sắp được ăn lần đầu tiên vô quán này ăn ha. Một tô vậy là 15 ngàn, cũng rất vui vẻ. 15 ngàn một tô đây. Sắp xong rồi đây, mình sẽ ăn đây các bạn. Một tô 15 ngàn cực ngon đó. Các bạn đã xem video clip của mình, xin nhớ like, đăng ký kênh của mình để nhận được những video mới nhất của mình. Xin chào tạm biệt các bạn.